Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2 của năm 2022. Theo đó, thì hai loại vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi là vaccine Pfizer và vaccine Moderna. Không giống như đối tượng người từ 18 tuổi trở lên đối với trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Bộ Y tế yêu cầu chỉ tiêm hai mũi vaccine cùng loại, không tiêm trộn với bất kỳ vaccine mRNA nào. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết theo quy định để có vaccine nhanh nhất có thể. Trên cơ sở đó, hoàn thành việc tiêm cho trẻ trong quý 2 để đầu quý 3 trẻ em được đến trường học hè và cuối quý 3 của năm 2022 trẻ em đến trường vào năm học mới tập trung an toàn và hiệu quả. Để chuẩn bị cho công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, hiện nay các địa phương đang ra soát và chuẩn bị nhân lực vật tư sẵn sàng cho công tác tiêm chủng được đảm bảo an toàn và hiệu quả nhất.